Minh Audio Đông lại lên sóng dây loa và dây AV để anh em có thể lựa chọn. Ngày nào cũng gửi đi anh em ạ. Đây, cả hôm nay chuẩn bị gửi cho khách Bắc Ninh này, Thuận Thành Bắc Ninh này, Sa Đéc Đồng Tháp này, Chi Tôn An Giang. Ngày nào cũng gửi đi rất nhiều và vẫn còn hàng. Cửa hàng lại quay để anh em nào chưa theo dõi thì lại cập nhật để có thể lựa chọn. Trước mắt anh em là những cái dây AV của Đức, hàng tồn kho, rất xịn sò luôn so với những cái dây trên thị trường cùng chiều dài em nhé. Đây là một cái dây Choisi trên thị trường của Trung Quốc, giá tầm 100.000, dài 2m, 1m8. Thì cái dây của Đức hàng tồn kho này cửa hàng chỉ bán có 200.000 thôi, nhưng mà chất lượng thì nó có thể gấp 10, 20 lần so với cái dây đỏ trắng kia anh em. Đó. Những cái dây này cửa hàng bán gửi đi rất nhiều và khách hàng đã phản hồi lại rất tốt. Đó là khen là dây hay, xịn trong tầm tiền. 200.000 một dây, giá bán tại cửa hàng anh em nhé, không bao ship, chỉ báo giá tại cửa hàng thôi. Nếu các bác nào ở Hà Nội tiền ship sẽ tầm 17.000, còn các bác ở xa tiền ship sẽ tầm 30 đến 35.000, tùy theo địa điểm gần hay xa, miền vùng sâu hay vùng xa. Tại sao tôi dám khẳng định anh em là nó xịn hơn những cái dây này? Bởi vì cái phần cấu tạo, cái lõi của bên trong cái dây của Đức này nó xịn hơn rất nhiều so với cái dây Choisi trên thị trường này. Cái dây Choisi này các bác cắt ra nó chỉ mỏng manh vài sợi như là sợi tóc. Còn cái dây này thì bên trong, cái lõi bên trong nó cực kỳ tốt. Và cái quan trọng nữa đó là cái đầu của nó là đầu đúc và cái chất liệu, cái vành bên ngoài này anh em có thể nhìn thấy cái vành vàng. Nó dày bì luôn. Nó cứng này. Cái đầu nó xịn này, đó. Thì khi cắm vào lỗ AV đằng sau của âm ly hoặc cục đẩy các bác, nó sẽ bám rất tốt, nó sẽ bám rất tốt theo thời gian. Đó, nó không bị mô ve. Mô ve có nghĩa là sôi ủ do thiếu mát. Chẳng hạn cái dây này nó rất mỏng, cái phần vành này nó mỏng. Theo thời gian các bác cắm nó vỡ hoặc nó gãy, nó vỡ nát thì nó sẽ mất mát, nó sinh ra tiếng sôi ủ. Nguyên nhân chính của sôi ủ âm ly, âm thanh các bác sử dụng một phần chính là do cái dây AV này. Đó. Thì cửa hàng có dây này, giá rất bình dân thôi. Các bác đầu tư nó chỉ gấp đôi so với cái dây kém trên thị trường kia, nhưng hiệu quả thì cực kỳ cao. Đó. 200.000, dài 1m9, hàng tồn kho của Đức này nhá. Còn đúng này. Đó. Dài 1m9 rất dài. Như thế này gọi là một dây anh em. Anh em hiểu này là một dây nhá. Đó. Dài 1m9. Nó xịn ở cái chất lượng, cấu tạo lên vật liệu, lên cái dây, nên là âm thanh nó hay. Đó. Các bác mua gọi điện hoặc nhắn tin để lại thông tin rõ ràng, cửa hàng sẽ gửi Viettel cho anh em. Xin nhắc lại là giá tại cửa hàng là 200.000, không bao ship. Ở Hà Nội mất tiền 17.000 tiền ship, còn các bác xa mất 30 đến 35.000. Gửi đi rất nhiều, suốt ngày nào gửi. Còn đây là dây loa của Mỹ anh em nhá, dây loa của Mỹ này. Cực kỳ ngon luôn, dây đẹp. Dây loa thì nó có rất nhiều loại, nhưng để loại được mềm mại, cầm nó sướng như này thì rất ít anh em nhé. Cửa hàng dùng rất nhiều những dây này. Đó, theo thời gian nó bẩn, nó bám này. Đó. Thì các bác nếu nhìn qua tuốt đờ ở đầu thì nó sẽ liền vào nhau, thì nó trông như này. Đó. Bất nét. Đó. Như này. Nhưng mà các bác tuốt sâu vào sẽ thấy ở bên trong nó có 4 cái sợi như này này. Anh em thấy nó chất không? 4 cái sợi này cơ mà. Đó. Thì độ truyền tải âm thanh nó rất tốt. Và quan trọng cái dây này cầm nó sướng này. Của hãng Monter của Mỹ. Đây nó ghi này, Speaker Cable Monter. Đó. Nếu anh em nhìn qua ở đầu thì mình cảm giác là nó ít, nhưng mà nếu mà tuốt ra thì nó sẽ rất nhiều đấy anh em ạ. Đó. Tuốt ra nó sẽ rất nhiều đó. Đó. Dây này bán suốt từ bao nhiêu năm trời rồi. Bán tầm 5-6 năm này cái dây này rồi các bác nhá. Dây loa này 100.000 một mét giá tại cửa hàng. Đó. 100.000 một mét. Còn dây này là dây AV của Đức, xịn sò luôn. Nó xịn sò bằng những cái tôi vừa kể với các bác, đó là đầu nó xịn này, cái lõi nó xịn này. Nếu các bác so với một cái dây Choisi trên thị trường nó cũng tầm 100, nếu dài tầm 1m8 nhá. Thì các bác bỏ ra 200 nhưng đạt lại cái chất lượng nó cực kỳ cao. Thì các bác nghĩ sao? Đó. Cái đồ âm thanh này, cái truyền tải tín hiệu nó là cái cực kỳ quan trọng. Nếu mà nó truyền tải kém thì âm thanh nó không trong, nó không sắc nét. Thì các bác chỉ cần bỏ ra rất vừa tiền thôi. Tôi nói với các bác là quá vừa tiền, 200.000 một
sợi dây. Một cái này gọi là một dây nha. Như này gọi là một dây này. Đây, như này gọi một dây. Đó. Nhưng hiệu quả thì nó cực kỳ tốt. Và dây loa chỉ 100.000 một mét. Anh em đầu tư từ 4 mét đến 5 mét là đủ một bộ âm thanh dùng. Nếu mà nghe nhạc thì chỉ tầm 4 đến 5 mét là các bác thừa sử dụng, trừ khi anh em để quá xa. Anh em mua cứ để lại thông tin địa chỉ rõ ràng, cửa hàng sẽ gói gửi cho các bác đến tận nơi qua dịch vụ Viettel thu tiền. Tôi dám bao phê bao hay cho anh em luôn nha, cái dây AV này bao phê bao hay. Bởi vì khán giả mua hàng cửa hàng rất nhiều, có tầm mười mấy bác phản hồi lại nhắn tin cảm ơn, bảo dây nó tốt thật. Tôi vẫn đăng những cái tin nhắn đấy lên trên mạng, nếu bác nào đã theo dõi thì sẽ biết điều đó. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Dây loa 100.000, dây AV 200.000, dây AV dài 1m9 200.000 một dây như này đó. Dây loa 100.000 một mét, rất xịn sò luôn, của hãng Montez đó anh em nhá. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.